đối với kênh chia xe đạp. Và hôm nay mới về một chiếc dòng Touring Mazda Velo, dòng Touring có tẩm sóc, sử dụng với vành bánh 27.5. Rất nhiều các bác hỏi em về cái dòng xe Touring tay ngang có tẩm sóc và nhu cầu thêm là dòng vành 27.5, thì nay em về một chiếc dòng Mazda Velo. Bây giờ xin mời nó giới thiệu chiếc xe. Vâng, trước khi mình nói, đây là cái mẫu dòng Touring 27.5, khung nhôm giảm sóc dầu và sử dụng với vành cặp bánh 27.5. Rất nhiều các bác quan tâm và nhắn tin hỏi em về cái dòng xe Touring có giảm sóc, thì đây là một chiếc thương hiệu Mazda Velo model GL4100 với cái tông màu chủ đạo là tông màu xanh đen, điểm chỉ trên khung xe rất là nổi bật, cái tông màu tối, khung nhôm. Xe có quá trình sử dụng thì nó hơi bị xuất sắc một chút ở những cái khung xe nhỏ nhỏ ti ti đấy không nhá. Nhưng tổng thể xem đánh giá còn tầm 90% xe rất là đẹp. Model của xe là Mazda Velo, thương hiệu Mazda Velo model GL4100. Đây là website chính hãng của Mazda Velo, website mazdavelo3.com. Trên khung xe vẫn còn mã QR code chính hãng của xe, đeo mã QR code chống hàng giả trên khung xe. Website mazdavelo3.com. Rất nhiều các bác hỏi em về cái mẫu dòng xe Touring mà có giảm sóc, nó thành tốt thì lai em về một chiếc khung nhôm 27.5 trên khung xe luôn, sử dụng với vành lốp 27.5 toàn bộ. Những cái bác cao tuổi thường sử dụng những cái dòng xe có giảm sóc để đi cho nó đỡ bị tê tay. Đây là một sự lựa chọn cho các bác rất là tốt. Một phốt ghi đông nhôm, xe sử dụng với tay bấm xả chính hãng của Shimano, trang bị với 8 tầng lip chính hãng nguyên bản trong xe. Phần trước sử dụng với cụm phanh đĩa, bên phải em được sử dụng với tay bấm xả 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano, sử dụng phanh sau là cụm phanh đĩa, trang bị với giảm sóc rót dầu, được trang bị rót dầu đi cho các bác trên mọi địa hình rất là phù hợp. Và những bác lớn tuổi thường sử dụng những dòng xe Touring đi chống tê tay, chúng tôi các bác đi trên mọi cung đường cho tôi phù hợp. Đằng trước xe Mazda Velo có logo của chữ MLA. Giảm sóc dầu chính hãng của xăng tua, giảm sóc xăng tua nhé, sử dụng với Mayer chính hãng của Mayer Shimano, Mayer nguyên bản đeo xe Mayer Shimano. Vành nhôm 2 lớp, vành nhôm 2 lớp, sử dụng với căm e-lock rất là mới. Cũng cho các bác đi đạp trời mưa hay cũng đường bẩn, chống rỉ sét cho các bác rất là sáng bóng, tạo lên cho sự của xe rất là khỏe xe. Sử dụng lốp Canada, kích thước lốp 700x28C, rất là bon. Mayer Shimano kèm theo là vành nhôm 2 lớp cộng với đũa căm e-lock, đũa xoắn xe rất là khỏe xe. Thương hiệu Mazda Velo này thì không còn gì xa lạ với những bác đạp xe đạp lâu năm nữa. Model của xe là model GL4100 khung nhôm, cọc yên chính hãng bản cho xe, cọc yên Sipat, yên rất là êm, yên cao su, cũng cao su cối khá là to so với bản thông thường. Hai bên này rất là to, rất là êm xe các bác. Ở đằng dưới yên xe thì có lò xo, lò xo cho bác đi những cung đường xấu ngồi rất là êm luôn nhé.
gạt đĩa Shimano Antut, trang bị với 3 tầng đĩa chủ đề Shimano Antut, trang bị với 8 tầng lip chính hãng ở lip Shimano, lip đen. Máy sau là máy Shimano. Lốp còn rất là mới, lốp Canada, kích thước lốp 28 700x28C. Tôi sử dụng mới đằng sau là Tami lốp. Bây giờ xin cho sự phản ứng của khung xe. Một chữ phản ứng của khung xe là size 47. Chiều ngang khung là size 56. Thế là các bác cả từ 1m6 đến trên 1m7 đi vừa. Và bây giờ xin mời em chi tiết hoạt động của xe. Lên lip đi. Xuống lip. Và chuyển động chân chu mượt mà nhá. Sức lip còn rất là mới của Shimano lip đen. Bên phải em trang bị với 3 tầng đĩa, xuống đĩa. Lên đĩa. Xe còn rất là mới. Đây có một vài vết sứt nhỏ đây bác nhé. Vết sứt nhỏ li ti thôi, mắt thường không thể nhìn thấy được. Đây là cái mẫu xe Mapello model GL4100. Bên em mới về. Với cái tông màu nhìn rất là nhã. Tông màu xanh đen. Trang bị với giảm xóc cho các bác. Bánh và vành lốp sử dụng với vành bánh 27.5. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Touring có giảm xóc, vành cặp lốp 27.5, Mapello model GL4100 và xe đã tốt bên nhau là 5.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh và hẹn các chương trình ngày mai.